chiều nay ngày 30 tháng 3 tại Osaka Nhật Bản ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hiệp hội Du lịch Osaka tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư Du lịch và Đà Nẵng tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Quảng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Thành ủy trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng ông Ngô Trịnh Hà Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản ông Hồ Kỳ Minh Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ông Châu Enso Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Kinh tế Thương mại Việt Nam – Nhật Bản cùng hơn 80 khách mời là đại diện các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, bất động sản y tế, giáo dục Osaka và các cơ quan thông tấn báo chí tại Nhật Bản. Hội thảo được tổ chức với mục đích quảng bá điểm đến Đà Nẵng, trong đó chú trọng giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư và tiềm năng du lịch của thành phố đến các tập đoàn đầu tư, doanh nghiệp du lịch tại Osaka. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, dự án của các công ty Nhật Bản đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đứng đầu về số dự án và số vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ nhất trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đà Nẵng. Đặc biệt năm 2021, cơ quan tổng lãnh sự quán Nhật Bản đã được thành lập ở Đà Nẵng. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã có những dự án thành công tại thành phố trong lĩnh vực sản xuất, bất động sản, du lịch, công nghệ thông tin. Hiện nay, một số tập đoàn lớn của Nhật Bản cũng đang quan tâm đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, trung tâm thương mại quốc tế. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, đường bay trực tiếp Đà Nẵng Narita của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hoạt động trở lại, tạo thuận lợi và thúc đẩy các hoạt động du lịch cũng như đầu tư thương mại giữa Đà Nẵng và Nhật Bản trong thời gian tới. Về hợp tác cấp địa phương, Đà Nẵng cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản, bao gồm Kisarazu, Kawasaki, Sakai và Yokohama để cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn mời gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng trong lĩnh vực y tế chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại, cảng biển và du lịch. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời xác định Nhật Bản là một trong những đối tác trọng điểm có tiềm lực mạnh về tài chính và kỹ thuật cần tập trung thu hút đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực mũi nhọn mà thành phố đang định hướng phát triển và là một thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng.